bạn đã quay trở lại với channel của NSHOP, kênh chuyên về game và hobby. Cũng lâu rồi NSHOP chưa có làm về chủ đề Pokemon và cũng nhận được một số yêu cầu của các bạn nữa. Nên hôm nay, sẵn có set 4 season của riêng mình thì mẹ sẽ unboxing cho các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Bắt đầu thôi. À, sẵn thì mình sẽ nói sơ lại về dòng Terrarium Collection cho bạn nào chưa biết ha. Thì collection này sẽ bao gồm những em Pokemon cùng với tiểu cảnh được đặt trong quả Pokemon trong suốt như thế này, nhìn cực kỳ thích mắt luôn. Với dạng này thì mình nghĩ đi, mình không chỉ nhắm tới một đối tượng mua hàng mà nhiều đối tượng với ở những độ tuổi khác nhau đều phải ngã gục trước sự đáng yêu của các em Pokemon. Và sự sắp đặt kết hợp tiểu cảnh lại vô cùng ấn tượng khi mà cả bộ chính là sự tái hiện rõ ràng khung cảnh môi trường sống tự nhiên của các em Pokemon. Trời ơi, mình là fan ruột của dòng figure này luôn á. Có mỗi lần mà nhìn set này là mình cảm thấy như đang ở trong thế giới của các em Pokemon vậy á. Riêng mình làm mấy cái này có hồn thiệt sự luôn. À mà Huyên dữ quá. Thôi thì mình inbox thôi, như vậy các bạn lại lâu nãy quá. Bối cảnh được set up như vậy thì chắc chắn em đầu tiên sẽ là Sylveon rồi. Đây cũng là bé Pokemon may mắn giành được tấm vé vàng làm gương mặt đại diện cho series 4 season kia này. Với bối cảnh là mùa hoa anh đào nở rộ nè, cánh hoa thì phủ đầy mặt đất với sắc hồng dịu dàng, nhìn cảnh vật thơ mộng thiệt luôn ha. Sylveon thì với hai màu đặc trưng là trắng và hồng, thích hợp nhất cho khung cảnh mùa xuân hoa anh đào này rồi. Khi đậy quả cầu Pokemon trong suốt lại, bạn sẽ thấy chi tiết vô cùng thú vị. Đó là những cánh hoa anh đào bay lơ lửng, như kiểu mình được tận mắt thấy cảnh hoa anh đào rơi vậy á. Trời ơi, lãng mạn vô cùng luôn. Quá phù hợp với cái tên sắc xuân nở rộ. Điểm đặc biệt này thì thật ra ở set Alola phần 2 đã có một em rồi. Chính là em Alola Rockcon với bối cảnh tuyết rơi và hoa sương tuyết động trên quả cầu đó. Rồi, background đã được thay đổi sang mùa kế tiếp rồi nè. Mùa này là mùa của hai bé Pokemon vô cùng quen thuộc, Pikachu và Froakie, trong ngày mưa đầu hạ. Mùa mưa thì thường đi liền với tiếng ếch kêu mà, nên chắc chắn phải có sự góp mặt bé Froakie rồi. Một sự sắp xếp quá ư là hợp lý luôn. Pikachu thì đang che những giọt mưa rào bằng chiếc lá to lớn. Ý, vũng nước động trên cái lá to cũng tạo thành hình đầu bé Pikachu luôn kìa. Trong khi Froakie có lẽ đang tận hưởng thời tiết ưa thích của mình, tiểu cảnh phía sau là một bụi cây hoa to, chắc có lẽ là nơi trú ẩn của ếch Froakie đó. À, hoa trên bụi cây là những bông cọng tứ cầu rực rỡ nè, tô điểm thêm cho nét đẹp miệng môi nữa, đủ thấy độ tinh tế của Rimmon khi thực hiện bộ Pokemon Terrarium này rồi. À, và cái tông xanh của cây cỏ kiểu xanh thẳm như bị thấm nước mưa á, nhìn mát mắt thật ấy ha. Hè đến rồi thì dĩ nhiên là chúng ta phải đi biển để tận hưởng nắng vàng cát trắng thôi. Bối cảnh là một bãi biển nước xanh trong vắt, cát này thì hơi vàng một chút, nhất là bé Pokemon của chúng ta đi biển Phan Thiết á. Qua thu thồ có những giây phút chơi đùa vui vẻ trên bãi biển, thậm chí là còn xây cả lâu đài cát cơ. Ý, hình như không phải là lâu đài cát bình thường đâu, mà là Sandygrass đó. Một Pokemon có hình dáng đụn cát và phụ kiện cắm trên đầu là cái xẻng xúc cát, thật khiến cho người khác dễ lầm tưởng mà. Cả hai có vẻ như đang tận hưởng những ngày hè thật thích thú nhỉ. À, cái bụi cây hoa ở phía sau là hoa dâm bụt nè, cũng là một loại hoa đặc trưng nở vào mùa hè đó nha. Cho mình dành lời khen lại cho Dimon một chút, khen hoài khen mãi nhưng mà vẫn cứ khen. Đó là thiết kế tiểu cảnh rất là chi tiết và chân thật đến từng góc độ luôn. Này là độ trong của nước nè, rồi độ lồi lõm chi tiết của bãi cát, rồi đến từng bụi cây lá luôn á. Rồi, mùa lại chuyển nữa rồi. Tất nhiên hết hè thì sẽ đến mùa trăng rằm nè, mùa của lễ Tết thiếu nhi đó. Đêm thu đầy sao với ánh trăng vàng tròn vằn vặc thì chắc nhiều bạn sẽ liên tưởng ngay tới hình ảnh một chú sói đơn độc đang hướng về ánh trăng đúng không? Vậy thì Lucario có lẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi. Lucario ngồi chống một chân trên vách núi với vẻ rất oai hùng, hướng ánh mắt nhìn xa xăm về phía trăng như đang mong ước một điều gì đó. Một khung cảnh thật bí ẩn nhưng cũng vô cùng nên thơ. Mùa thu cũng là mùa lúa chín nên ắt hẳn không thể thiếu hình ảnh bông lúa chỗ vàng trong khung cảnh này rồi. Nhưng tinh tế là nằm ở chỗ cây bông lúa có độ cong ngã nghiêng mềm mại như được thả chút hồn chút gió thu vào tiểu cảnh vậy. Các bạn nhìn thấy có mê mẩn không có chứ? Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều. Đây là câu văn mẹo trích trong bài văn lớp 9 mà mẹo rất thích. Đố mọi người biết tựa đề là gì nè, hãy comment lại bên dưới nha. Và mô hình tiếp theo trong series Pokemon Terrarium 4 Season này, với tiểu cảnh lá rụng nhiều đến mức phủ vàm ương mặt đất,
như một tấm thảm êm ái rực rỡ tuyệt đẹp. Khung cảnh lá vàng mùa thu với chú cáo nâu nhỏ hẳn là vô cùng quen thuộc rồi. Cáo nâu thì còn ai ngoài vua Bích nữa. Nếu bạn nhìn theo góc độ này thì vua Bích như đang tận hưởng một giấc ngủ vô cùng yên bình. Nào là gió thổi hiu hiu, tiếng xào xạc của lá cây, thật du dương nhỉ. Nhưng nếu nhìn theo góc độ khác thì em ấy như đang nghĩ về điều gì đó và mỉm cười vô cùng hạnh phúc vậy. Inbox nãy giờ thì mình thấy mẫu nào cũng khá là đơn giản, không có nhiều chi tiết lặt vặt để mình đặt vào. Nhưng tiểu cảnh thì vẫn cực kỳ sắc sảo và hút hồn người nhìn nha. Thu đi, đông tới. Đối với người Nhật thì mùa đông sẽ gắn liền với Yuki Onna, là một yokai trong truyền thuyết với nhiều dị bản khác nhau. Trong thế giới rộng lớn của Pokemon cũng có một em Pokemon được xây dựng dựa trên hình ảnh của Yuki Onna, đó chính là em Fotlas. Tiểu cảnh của em này là khung cảnh sông băng với tuyết phủ trắng xóa hai bên bờ. Trên bờ sông còn có nhánh cây Tsubaki, là một cây hoa trà đặc trưng ở Nhật Bản nè. Hoa màu đỏ nổi bật trên nền khung cảnh tuyết trắng ngày đông. Nhân vật chính của chúng ta chính là bé Pokemon First Slash thì đang e thẹn trên dòng sông. Và để ý một tí thì em ấy đang diện trên mình một chiếc thắt lưng Obi màu đỏ luôn nè. Tất cả là một sự kết hợp hài hòa. Cây hoa trà là một điểm nhấn tinh tế cho tiểu cảnh. Tuy là sắc đỏ nhưng không bị chói vào chiếc spotlight của em First Slash nhà ta nhỉ. Nè. Mỗi một mùa đều được tái hiện hoàn hảo với những cảnh vật rất đặc trưng và riêng biệt. Điểm nổi bật và sự tinh tế mà riêng mình muốn gửi gắm ở trong bộ này chính là những bụi cây, loài hoa, là thực vật theo mùa, càng làm tăng thêm sự sinh động cho tổng thể. Và còn chần chờ gì mà không sở hữu ngay cho mình một bộ Terrarium 4 Seasons này thôi. Bẻo đã có, còn các bạn thì sao? Nếu cảm thấy review này hữu ích thì hãy nhớ like, share để ủng hộ tinh thần của tụi mình để làm những clip tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn nút subscribe nếu các bạn chưa đăng ký kênh nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.